Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 16 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Điểm mới của thông tư này là kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu và định kỳ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ so với hiện nay. Cụ thể xe kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ 24 tháng tăng 6 tháng so với hiện nay. Các chu kỳ tiếp theo có thời hạn 12 tháng một lần tăng 6 tháng. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với xe có thời hạn sản xuất đến 5 năm. Sau thời hạn 5 năm và đối với xe đã sản xuất trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng một lần như hiện nay theo cục đăng kiểm việt nam lý do kéo dài thời hạn đăng kiểm đối với xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ là chủ xe cơ giới đã quan tâm hơn đến việc bảo dưỡng sửa chữa xe giữa hai kỳ kiểm định nên chất lượng phương tiện tăng lên